nhạc sĩ Trịnh Việt Cường qua đời. Vào ngày 9 tháng 4 năm 2023, nhạc sĩ Trịnh Việt Cường đã qua đời tại bệnh viện ở Mỹ, hưởng thọ 74 tuổi. Tang lễ của nhạc sĩ Trịnh Việt Cường sẽ được tổ chức vào 18-19 tháng 4 tại Mỹ. Nghe tin ca nhạc sĩ Trịnh Việt Cường qua đời, bầu show Quang Cường, anh trai của ca sĩ Quang Hà chia sẻ: "Cuộc sống vô thường, anh mới nhắn tin cho em từ hôm 9 tháng 4, anh còn kêu Quang Hà nếu qua Cali, anh sẽ đưa đón hay cần gì anh giúp, anh còn hẹn em tháng 7 anh về Việt Nam. Hôm nay nghe tin anh mất không thể tin được. Xin thành tâm chia buồn cùng gia đình anh." Nghệ sĩ Trịnh Việt Cường trước đây là ca sĩ của đoàn ca nhạc kịch Bông Hồng với nghệ danh là Quốc Cường. Khi sang định cư ở hải ngoại, anh đổi nghệ danh. Anh sáng tác nhiều thể loại từ những bài hát quê hương đến những ca khúc về tình yêu đôi lứa như Thương Mẹ Việt Nam, Tiếng Nhạn Kêu Sương, Đường Về Quê Xưa, Tình Nhạt Phai, Vẫn Là Em Hôm Qua, Nhật Ký Cho Con Tàu Cuối Sân Ga.